Nam Châu Phan Nguyên Giang, quận 6, Thị Điện. Con đang làm gì đó? Con đi... Con đi chợ. À, em Alice với em Julia thích hả? Mình mua cái đó hả? Vậy con có thích không? Sophia có thích không? Dạ. Chị hai cũng thích luôn á hả? Chị hai cũng thích mà chị hai cứ đổ thừa qua. Chị hai nói em Julia với em Alice thích không à? Đi nãy giờ một vòng, kéo được một xe như vậy nè mọi người. Mỗi lần mở bên đây á mà cứ bước chân đi ra ngoài đường á là tốn tiền à. Mà giật giá ở bên Thị Điển bây giờ á, cái gì nó cũng lên giá quá trời luôn. Đi một vòng ở trong cái chợ này là rẻ nhất luôn á mọi người, nhưng mà giá nó cũng khá là mắc nha. Còn đi mấy cái chợ khác là ta nói hả phải mắc hơn, ít nhất cũng phải là 20-30%. Xong chưa, bây giờ đi về đi rước hai em nha. Chị hai gồm này nó đi lúc nào cũng đòi kéo xe hết trơn á. Anh Mít nãy nhắn tin ảnh kêu mua cái xà bông giặt đồ cho ảnh. Ở nhà hết xà bông giặt đồ rồi. Cái giặt đồ là cái công việc nghĩa vụ của ảnh á. Làm sao? Kẹo nữa phải không? Cái đó xương gôm con không được ăn. Ba nói rồi con không được ăn xương gôm. Tại vì tụi con không có nhả đúng chỗ. Ok. Mua để ngày mai ăn nha. Bây giờ không có ăn, để ngày mai ăn. Ok. Ok. À, mua lúc nào cũng phải suy nghĩ đến hai em hết trơn, mua cho đủ chứ không thôi hai em buồn. Rồi đi ra tính tiền đi. Hết tiền rồi. À, mama đâu có tiền đâu, Sophia tự đi ra trả tiền đi. Rồi đi ra kéo ra, để lên đi. Ôi con mèo vậy đó, hai con mèo là phải liếm tay. Ý vậy ghê quá, liếm thiệt luôn hả? Thú quắc cái tay luôn. Chào ông bà cô chú, con đi học về. Julia mới đi học về nè ông bà cô chú ơi. Alice thì nó đeo ba mít quá trời luôn rồi. Ba mít đang sơn cái nhà kho bữa giờ chưa xong á. Anh mới anh kỹ dữ lắm, ảnh phải giống như cái nhà kho khi sơn á, ảnh phải lấy giấy nhám anh chà cái lớp sơn cũ anh bỏ đi, rồi ảnh rửa sạch lại, rồi ảnh làm đủ thứ hết trơn á. Bữa giờ cả tuần lễ này chưa xong nữa. Alice nó đeo theo anh Mít ở ngoài rồi. Hôm nay Julia đi học, Julia có thấy vui không, có nhớ mẹ không? Hả? Này. Julia hôm nay đi học có nhớ mẹ không? Ngày hôm qua nhớ mẹ buồn á, hôm nay có nhớ mẹ không? Có không? Hay là đi chơi với bạn vui quá rồi cái quên mẹ luôn? Nhớ mẹ hả? Mama nhớ Julia, mama nhớ chị hai nè, mama nhớ Alice quá chừng luôn. Ngày mai là sister dog, là ngày cuối cùng rồi, con đi học ở trong trường rồi. Chance, con thấy như sao nè? Chance, let's get. Tại sao? Tại sao lại thấy sợ? For the editions of Ganska, let's get to touch the story barn and live your 45. Och de är mycket större och de är brukar med mig. Men jag stark slag i ansiktet! Đúng rồi, con đi học ở trong trường có chị hai. Ai mà ăn hiếp con á là con với chị hai hợp sức lại với nhau chiến đấu. Yeah. Thôi giờ mama hỏi vậy nè, ở trong trường học á, cô giáo nào con yêu thích nhất? Lisa. Cô giáo Lisa hả? Vậy thì bây giờ á hả, mama có mua đồ về, mama với con với là chị hai làm đồ tặng cho cô Lisa. Yeah. Ok. Yeah. Lúc nãy đi rước á, xong rồi cái ở gần trường Julia nó có nhiều cây thông á, cái mấy mẹ con mình đi ra đây lụm cái trái thông để đi về làm đồ tặng cho cô giáo ngày mai nè. Mà cái trái này nó mới vừa rụng xuống á mọi người, nó đợi mà trời nóng thì nó sẽ nở xòe ra, thì bây giờ tụi mình sẽ bỏ nó vô trong cái lò nướng để khoảng tầm 50-70 độ nó sẽ tự nó nở ra. Giờ Julia cầm cái đó bỏ vào trong cái lò nướng đi Julia. Giúp mẹ bỏ vào lò nướng.
Đâu con làm cái gì? À, con làm cái đó con tặng cô giáo hả? Ôi, đẹp quá vậy. Chị Hai phối màu đẹp quá vậy ta. Hả? Con đợi chút xíu ơi, chút xíu để mình làm cho cái trái thông này nó nở ra rồi mình hả bỏ cái đó ra. Đó, chị Hai với Julia sẽ chị Hai phụ Julia sẽ vẽ tranh tặng cho cô giáo. Thì đi mua sẵn thì dễ rồi, nhưng mà cái này nhà dịch thì thích tự tay làm á, kiểu như là làm bằng tấm lòng. Cái gì vậy Alice, con mèo hôm nay đi học về xong thành con mèo nãy giờ vậy? Meo meo. Con mèo hay con chó? Con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ ơi. Ý dạ, chị ba dạy cho con á hả? Liếm cái tay thúi quắc rồi, ghê quá. Liếm giả giả thôi chứ liếm chi liếm thiệt vậy. Diễn viên này là diễn viên xuất sắc nè. Làm gì cũng phải làm thiệt chứ không, chứ không phải làm giả đúng không? Con chó kêu sao? Con chó kêu sao? Con chó kêu sao? Ok. Mệt quá. Con chó nó kêu sao? Vóc vóc. Con chó nó kêu vậy hả? Nó kêu giống như con mèo quá vậy. Đây là mấy cái trái thông nè, hồi nãy mọi người thấy không? Nó là búp lại ha, cái xong mình bỏ trong cái lò nướng á. Mình nướng nó khoảng 70-80 độ, mình nướng trong vòng 15-20 phút á. Nó khô rồi cái nó nở ra như thế này nè. Cái trái thông này á, mình thấy ở Đà Lạt cũng có rất là nhiều. Điều đặc biệt của cái trái thông này là mình thấy á, nó ít khi nào mà nó bị mối mọt lắm. Nếu mà mọi người đã đem vô nhà rồi giữ cho nó khô ráo á, mình để được rất là lâu luôn. Thì mình có một cái túi cái trái thông á, mình lụm mà lúc mà mình mới vừa đi qua Thụy Điển á, để treo lên cây thông Noel đó. Mình giữ đến tận bây giờ mười mấy năm mà cái trái thông nó vẫn không có bị mục, bị mối móc gì hết trơn á mọi người. Ở Thụy Điển á, thông rất là nhiều, hầu như là chỗ nào cũng có. Vô mùa này á, là thông nó rụng trái nhiều lắm. Mọi người lượm thoải mái luôn, tha hồ mà lượm. Nhiều khi nếu như mà mình đi vô trong cái khu rừng á, mà có mấy cây thông cổ thụ á, cái trái thông rất là to, nhiều khi nó to bằng nguyên cái nắm tay luôn á. Nhưng mà ngày hôm nay tụi mình sẽ không có lựa cái trái thông to như vậy, tại vì nó chiếm chỗ quá. Tụi mình sẽ lựa những cái trái dừa thôi và đủ kích cỡ để trang trí vô trong cái bức tranh này á. Thì bây giờ mấy mẹ con mình tô màu cho trái thông để làm cho bức tranh nó sống động thật là nhiều màu sắc. Tụi nhỏ nó nói nó làm quà cho cô giáo mà rốt cuộc bây giờ là thành ra mình làm chứ không phải tụi nhỏ làm. Thì bây giờ ngồi vẽ phác thảo lên trước như thế này nè. Mọi người có đoán ra mình làm gì không? Thấy ghê chưa? Cái này họa sĩ tài ba đây nè, còn hơn cả Alice nữa đâu. Nhưng mà mọi người đợi nha, đợi chút xíu nè, để mình sắp xong rồi để cho mọi người xem sao thành quả nó sẽ như thế nào nha. Hai chị em vẽ đi. Con vẽ xấu, con vẽ đẹp gì con tặng cho cô giáo, cô giáo khen. Sữa. Pha màu sẵn cho mấy bạn nhỏ rồi, giờ để cho mấy bạn nhỏ đi chơi tập tô màu vậy á. Coi chừng nó lan ra ngoài nha con. Giỏi quá trời giỏi luôn à. Đây là mấy cái trái thông nè, mọi người đã sơn màu, tô màu lên rồi. Tô được mới được có chút xíu mà mấy bạn làm biến quá rồi, bỏ luôn rồi. Trời ơi, để con gái cho Thùy Mỹ nè, ông bà cô chú ơi, Alice bây giờ là nó leo như vậy đó, ông bà cô chú ơi. Có chừng té nè, chị Lít, à chị Lít. Lít mới về tắm xong, bá ba cho đi vô trong cái bồn tắm á, ngâm ở trong chổng á tắm. Giỏi quá chừng luôn. Trong thời gian mình vẽ tranh với mấy đứa nhỏ thì anh Mít ảnh làm đồ ăn. Ngày hôm nay ăn đơn giản thôi à mọi người ơi. Anh Mít ảnh chiên cái xúc xích nè,
với lại thịt bacon, thịt heo xông khói với lại làm trứng omelette, ăn với lại cà chua và ăn kèm bánh mì. Mời mọi người ăn tối với nhà mình nha. Mấy bạn nhỏ đang chăm chú làm việc. Rồi coi chừng nó đổ cái keo vô trong cái bức tranh con. Nè con cứ để đại đi, con xếp cho đủ màu hết trơn á, cho nó vòng vòng xung quanh cái đầu làm thành cái tóc. Nè, nhanh lên trước khi cái keo nó chảy hết. Bình thường người ta vẽ tranh xong người ta sẽ ký tên, nhưng mà mấy bạn nhỏ nhà mình á thì sẽ vẽ một trái tim để gửi đến cô giáo Lisa. Sắp chưa xong nha ông bà cô chú ơi, nhưng mà sắp xong rồi đó. Julia nó dán lên đó, Julia với lại Sophia là tự quyết định là muốn dán cái tóc mấy cái này lên, dán ở đâu dán đó, cái đó là mấy đứa nhỏ nó tự làm đó. Còn cái khung sườn thì mẹ giúp làm, nhưng mà mẹ vẽ hơi bị xấu một chút xíu nha. Hy vọng là cô giáo tụi nhỏ thích vẽ cái cô gái này, coi bộ là hơi bị lép chút. cái đầu bự mà cái mình có chút chiếu à. Thôi kệ đi. Này tranh nè, ok, chưa có kịp làm nhưng mà bây giờ trễ rồi, tới giờ Julia với lại chị hai phải đi ngủ rồi. Con đi ngủ. Hẹn gặp lại bà cô chú clip sau. Bye bye. Mấy bạn nhỏ dán xong rồi, cái tới cái phần tô này khó quá cho nên mấy bạn không tô được, mấy bạn chán mấy bạn bỏ đi xem TV rồi nè mọi người. Thì ok, bây giờ quà cho con, mẹ sẽ làm chỗ cái tài khéo tay ra, nhưng mà chưa tới mọi người ơi. Hy vọng là lá hồi nữa sơn vẽ xong rồi sẽ nhìn ổn. Liba tiun. Hát chúc mừng sinh nhật ai vậy chị Lít? Trời đất ơi, ngày nào cũng tập hát chúc mừng sinh nhật, không biết sinh nhật ai nữa mà ngày nào cũng sinh nhật hết trơn á. Rồi đọc sách, Alice đọc sách gì vậy? Ông Alice đọc cho ông bà cô chú nghe coi. Hả? Bà đẻ? Ngôi nhà. À, con gà. Con gà. À, con gà. Còn con này là con gì? Con này là con gì? Con này nè. Con ngựa. À, con ngựa. Trái táo. Trái táo. À, chúc ông bà cô chú ngủ ngon đi Alice. Ngủ ngon. Yêu. Mì gió đi, mì gió ông bà cô chú đi. Con này nhịn đây nè, mì gió đi. Mua. A la la. Mua. A la la. Mua. A cu chít. Nhiều khi mình thấy mình rảnh thiệt sự luôn á mọi người. Biết giờ này là mọi người đoán coi mấy giờ không? Giờ này là 11 giờ rưỡi đêm. Mấy đứa nhỏ với anh Mít ngủ hết trơn rồi mà mình còn ngồi dưới đây. À, cũng chưa có hẳn là làm xong nữa, tại vì nó chưa có khô. Ngày mai thì mình còn làm thêm một số cái chi tiết nữa. Nhưng mà đã xong cái món quà dành cho cô giáo của Julia. Thì đối với mình á, mình thích cái món quà gì mà nó có cái giá trị về mặt tinh thần hơn, cái tình cảm mình bỏ vô trong đó hơn là đi ra ngoài mua. Người Thụy Điển thì thường người ta tặng cho cô giáo dữ lắm là mua một cái bó hoa hoặc là một cái hộp sô-cô-la tặng thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái bó hoa rồi nó cũng tàn, sô-cô-la ăn rồi nó cũng hết. Nhưng mà làm một cái bức tranh này thì cô giáo có thể treo ở nhà được. Thì nhìn vô có thể nhớ đến Sophia, Julia và Alice. Tại vì ba đứa con mình cũng đều học ở trường đó và đều rất là quý mến cô giáo đó. Cho nên mình mới bỏ công sức ra mình làm như thế này.
thì mọi người xem coi cho mình ý kiến nha. Đây nè, mọi người cho mình ý kiến xem bức tranh nhìn ok không ha. Thì mình không phải họa sĩ cho nên mình cố gắng chỉ được có nhiêu vậy thôi à. Cái cô giáo này cái mặt hơi bị vàng chút xíu nha, tại vì đi phơi nắng hơi bị nhiều. Mình viết chữ ở đây là Verden Besta Fröken, có nghĩa là cô giáo tốt nhất trên thế giới. Thì người Thụy Điển người ta hay dùng cái chữ Verden Besta là cái gì cũng vậy. Verden Besta Fröken, Verden Besta Mamma, hay là Verden Besta Pappa. Cho nên mình dùng cái này Verden Besta Fröken, cô giáo tốt nhất thế giới. Đó, tặng cho cô giáo của ba đứa nhỏ. Vẫn chưa xong nữa nha, con mắt chưa có hoàn thiện tại vì chưa có khô. Ngày mai điểm thêm một chút xíu nữa trước khi đem đi tặng. Tự nhiên làm xong cái muốn giữ lại treo ở nhà luôn. Thôi để bữa sau mua đồ về chơi với mấy đứa nhỏ tiếp nữa, làm tiếp chắc mình làm thành nguyên cái đại gia đình luôn, ba mẹ con mình luôn. Mọi người đợi đón tiếp cái tập vẽ tranh đợt sau nữa nha. Ok, bây giờ đi ngủ mọi người, đuối quá trời đuối rồi, ngày mai còn đi làm nữa, ngày mai là ngày cuối cùng. Làm xong ngày mai nữa là sẽ được nghỉ hè 4 tuần. Trời ơi, mừng dễ sợ luôn. Thôi ok, rất là cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương, luôn yêu thương, đồng hành cùng gia đình nhà dịch nha. Nếu mà mọi người yêu mến đó, thì cho mình xin một like nha. Một chia sẻ nữa để những quý khán giả mới chưa biết đến kênh nhà dịch đó, thì biết đến nhà dịch ha. Nhà dịch cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye mọi người.